bạn, mình là Hanna, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Nha Trang Live. Khi các bạn tới Nha Trang thì mình ngoài những cái địa điểm du lịch thì các bạn còn phải là ăn uống, thưởng thức những loại món ăn ngon ở đây đúng không các bạn? Và cái đặc sản ở đây đó chính là hải sản ở Nha Trang. Ngày hôm nay Hanna sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn nơi để mà mua loại hải sản tươi và ngon nhất, giá lại rẻ nữa. Ok, bây giờ mời các bạn cùng với Hanna nha. Cái này là cá chim không con? Cá chim biển, đúng biển luôn. Nhìn đẹp quá ha. Còn cái loại này cái gì cô? Chim biển nó để nướng cho mình. Cái động. Ồ. Cô bán tới mấy giờ hết cô? Hết giờ rồi, không có mua giờ. Cái này mà nó không có. Ừ. Nướng mà. Cái này nướng mà. Ồ, nhiều loại cá đẹp quá. Mà đấy tươi à, nữa. Đấy cô lấy cho đi. Lần đầu tiên thấy con cá chim biển luôn á. Còn đây là cái nục nè. Cái gì nữa kìa hả? Đó, cái gì nữa kìa, đó, cái gì đó. Cái gì là nó canh chua với nước. Cái loại ở ngoài nó khác, loại ở trong nó khác. Cái này là hả? Ừ. Cái này là loại ở trong nó là cái gì, ở ngoài là cái giò. Ở ngoài là cái giò, ở trong là cái gì hả? Đúng rồi, hai con trong là cái gì. Cái này là con cái giò hả? Không, không cái gì, nhưng mà còn đây là cái gì để thơm hơn. Ồ, và thịt nó chắc hơn. Quay clip chị cho em coi cái con mực này nó tươi á, là họ là cái này nó không có bị bứt ra đâu em, con nó chuyển màu là đúng rồi nè. Trời ơi quá trời, mấy con này là tươi đây đây. Còn mực hồi nãy là chỗ nãy là không có cận cảnh cho các bạn coi nè, nó chuyển màu nè, đây chuyển màu luôn nè, con đây nè, đó em thấy không, đó nó bắn bắn hồ hả, cái hồ bé chục nha, nó không bé chục em mà ăn chị đây hải sản quá ngon luôn, bán bé chục ớ thịt reo luôn rồi, nó tươi mà. Mua một ký ngô về làm ngô hấp thái đi nha. Đúng rồi, ngô hấp thái. Kia mình xào ớt. Xào xào ớt, ông bày xào xào ớt. Lâu lâu mới có dịp một lần cho nên là thôi mình đi mua cái này luôn ăn cho nó tươi. Cái này hút hút luôn hả chị? Ừ đúng rồi. Đây một ký đi. Ngư hấp thái, ngư hấp xảo không? Tại vì nó sò lụ như ta. Thôi làm ngư hấp thái đi. Rồi chị, một ký ngư có 30.000 thôi. Mà rất là tươi. Giờ là chợ đã bắt đầu gần tan rồi các bạn. Cái này cua gì vậy chị? Cua lông hả? Là cái nhìn nó cái nó khác thôi hả? Giống cua gì ta? Con này nó bự rồi, còn sống luôn này các bạn. Ở đây bên khá nhiều cá lạ mà từ trước tới giờ mình chưa thấy và cũng chưa bao giờ ăn. Ví dụ như là cái này nè, lần đầu tiên thấy luôn nè. Ô, một cái con mà tuột khá là to mà nó còn sống. Đây, nó đang còn thở nè các bạn. Ôi, hải sản này đúng chất luôn. Khi các bạn muốn ăn hải sản tươi sống thì các bạn hãy đến đường Sống Cồn để mà mua nha. Cái này là ốc nhảy nè đúng không chị? Ốc tỏi hả? Đây con ốc tỏi, còn con bên kia là đa loại ốc. Đấy, đây ốc nhảy hả? Rồi còn cái này càng cúm đúc. Wow, có nhiều loại sản quá lạ luôn. Rồi con cá nè. Đây quay còn cảnh cho mọi người. Vậy đây đúng rồi, đây là cái càng mà. Con nói là chị bị lấy cái càng thôi. Đây là cái loại ốc nè, ốc củ tỏi nè. Cá lạc. Trời mua nữa. Con nó không luôn biển nè ghê. Đây có mấy con rất là lạ. Con này là con gì vậy cô? Con trình biển, con trình biển mà có lương.
Cái nhiều loại cá là mà tôi thấy. Còn cái con này giống cá trừ kiến quá ha. Đẹp luôn á. Giống cá trừ kiến ở đồng á. Con cá kìa. Cá kìa. Ồ con này nướng. Con này nướng ngon lắm nè. Còn đây là cá lạc nè. Hôm nay quá đã luôn, được tận mắt chứng kiến những loại hải sản mà mua về ăn luôn các bạn. Con này lạ nè, con này con gì vậy cô? Cái gì con đó? Trời ơi, các cá ngựa đó nè. Còn sống, đang thở, thoi thóp. Còn đây là con cúm núm, thì nó ăn được cái càng thôi nè. Bữa nay mới biết được là có nhiều loại hải sản rất là lạ. À, người ta bẻ sẵn cái càng ra để mà người ta mua. Con này là chỉ ăn được cái càng thôi, cái càng là rất là nhiều thịt. Rồi tiếp theo mình bắt gặp một chị bán cua và tôm. Cua biển chắc lắm. Cua biển. Người ta cuốn gì cuốn bằng lá chuối hả? Dây chuối hả? Đây là những loại cua biển nè các bạn. Nó còn qua que á, nhưng mà nó bó cày nữa, nó không có thể động đậy được. Còn đây là tôm. Chị, cái con cái đó là cái gì chị? Cái bóng biển á hả? Ồ, lần đầu tiên em mới thấy cái bóng biển, mặc dù ở trong biển á nha. Còn đây là trên biển hay lương biển chị? Cái lạc. Cái lạc nhìn giống con trình dễ sợ. Đây tôm nó nhảy lên đạch luôn nè các bạn, còn sống nè. Chú bây giờ 60 luôn. Trên đất á hả? Còn đây có những cái loại tôm như nè. Tôm to quá tươi luôn, tại vì nó còn cái làn chài luôn mà. Cô ơi, qua sông ủng hộ cho qua sông luôn. Mất dương đấy. Cô mất gì vậy anh? Ôi, tôm nó nhảy nè, còn sống nữa không? Trời ơi, nó quá tươi luôn. Ủa gì vậy, chứ qua sông lại lên. Vị này bao nhiêu chị? Bao nhiêu một ký á chị? Bao nhiêu một ký? Ồ, nó mò đây nè. Đúng rồi. Rồi, ngoài ra thì còn có ốc móng tay, xà lụa, hào nữa nè. Họ bán rất là nhiều loại hải sản tươi sống. Mình thấy là hôm nay ít người đi chợ, bởi vì là ngày giữa tuần á, cho nên là họ ít đi hơn. Khi mà các bạn đi du lịch Nha Trang thì đừng quên bỏ qua địa điểm này để mà mua những loại hải sản tươi sống nhất và giá bình dân. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên nhấn nút đăng ký like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho kênh Nha Trang Live. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.